Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong hôm nay, mùng 3 tháng 2, miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù, mưa phùn và mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, với nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có thể trên 30 độ. Hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì đến ngày mai. Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì ở miền Bắc đến ngày mai mùng 4 tháng 2. Từ ngày mùng 5 tháng 2, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, miền Bắc giảm nhiệt, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa phùn, sương mù và mưa nhỏ.